Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Văn Hu Đếc. Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khiến dịp kỷ niệm 75 năm ngày nước Đức phát xít đầu hàng phe đồng minh diễn ra trong không khí khác lạ chưa từng có. Gần như không có một hoạt động quy mô lớn ngoài trời nào được tổ chức ngày 8 tháng 5 2020. Đại dịch COVID-19 ám ảnh đến mức Thủ tướng Anh so sánh khủng hoảng y tế hiện nay với Thế chiến II trong một lá thư gửi các cựu chiến binh. Theo AFP, tại Hoa Kỳ, các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng tại châu Âu, Victory in Europe Day, viết tắt là VE Day, được tổ chức qua mạng, giống như tại nhiều quốc gia khác. Trong một phát biểu được truyền trực tiếp qua các mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, cho dù chúng ta đang phải đối mặt với các thách thức quan trọng của đại dịch COVID-19, hồi ức về những hành động dũng cảm, quên mình của các cựu chiến binh của chúng ta thời đệ nhị thế chiến sẽ không bao giờ phai nhạt. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì một nghi thức trên đại lộ Champs-Élysées với sự tham dự của một số gương mặt tiêu biểu trong giới chính trị, quân sự nhưng không có công chúng. Nguyên thủ Pháp từng có kế hoạch đi Moscow tham dự lễ kỷ niệm. Đại dịch khiến chính quyền Nga phải hủy cuộc duyệt binh lớn thường lệ trên quảng trường đỏ. Điện Kremlin chỉ duy trì phần duyệt binh trên không vào ngày mai 9 tháng 5, ngày Nga chính thức kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Tại Anh, thay cho việc tổ chức mừng chiến thắng trên đường phố, chính phủ Anh kêu gọi người dân ăn mừng tại nhà. Tất cả được kêu gọi dành 2 phút im lặng vào lúc 11 giờ trưa. Bài phát biểu của nữ hoàng Anh Elizabeth sẽ được phát vào lúc 21 giờ tối nay. Berlin, ngày chiến thắng cũng là ngày giải phóng khỏi chủ nghĩa quốc xã. Trong dịp kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức năm nay, báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến việc năm nay Berlin quyết định coi ngày này cũng là ngày mà người Đức được giải phóng khỏi chủ nghĩa quốc xã và các trại tập trung. Báo Le Figaro ghi nhận đây là một sự kiện chưa từng có tại Đức. Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ chủ trì một nghi thức lớn với 1.600 khách mời. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Dịp lễ lớn duy nhất mừng ngày chiến thắng trước đó tại Đức là vào năm 1995. Thay cho lễ kỷ niệm quy mô này, nguyên thủ Đức cùng Thủ tướng Angela Merkel đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh và của các trại tập trung, đã giết hại khoảng 6 triệu người Do Thái cùng hàng triệu người khác. Nghi thức tưởng niệm của các lãnh đạo Đức được coi là một hành động biểu tượng quan trọng, nhằm nhắc nhở trước hết với xã hội Đức về nguy cơ trỗi dậy của các thế lực cực hữu bài Do Thái. Xin chân thành cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.